Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một ngày mới luôn thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Vâng, cháu xung mến chào tất cả các bác và xin chúc tất cả các bác xem phim vui vẻ. Hôm nay có quần áo diện nhỉ. Vẫn tại cái áo nó hơi ngắn. Hơi ngắn á? Do là người dài quá. Các bác thân mến, hai anh em Xuân Thiệp và em Sùng đang có mặt tại Cao Bằng rồi. Các bác ạ, hôm nay là ngày đầu tiên anh em đặt chân tới đây các bác nhá. Đó cũng rất là vui. Mấy ngày vừa rồi thì cũng đưa em Sùng về quê hương của Xuân Thiệp chơi được mấy hôm rồi. Đấy, hôm nay thì ngày đầu tiên anh em lên trên này là cũng là ngày làm việc đầu tiên tại đây đây các bác ạ. Đây là cái khung cảnh ở bên Cao Bằng các bác nhá. Lần này trở về Cao Bằng thì sẽ có một chuyến làm việc phải vài ngày ở đây cô bác ạ. Nên là những cái hoàn cảnh rồi những cái bà con sống ở nơi này thì anh em sẽ dần dần từng bước khám phá và trải nghiệm và chia sẻ vào những cái bản làng vùng cao ở bên Cao Bằng này để xem là cuộc sống của bà con ở bên này có gì thay đổi nhiều hay không. Đấy. Anh em Sùng thế nào? Cảm nhận đầu tiên đặt chân tới Cao Bằng thì có cảm nghĩ như thế nào cho anh em và ông bà cô bác biết được xem nào? Anh ạ, lần đầu tiên em đi vào bản với các anh ở chỗ Cao Bằng này. Cảm giác của em nó không có xa lạ gì về miền núi. Đấy, núi đá thì nó cũng không khác gì nhiều cả. Và đặc biệt hơn nữa là em cũng có nhìn thấy bà con ở đây nó cũng tương đương là vất vả anh ạ. Đấy, cũng cực kỳ khó khăn. Đúng rồi. Đấy. Cũng phải thôi các bác ạ. Tại vì vùng núi mà, vùng sâu vùng xa, những cái vùng đặc biệt khó khăn như thế này thì cuộc sống của bà con đương nhiên là sẽ không hề dễ dàng một chút nào các bác ạ. Ở bên Hà Giang thì cũng một năm một vụ mùa. Và ở cái khu vực vùng sâu vùng xa của Cao Bằng này thì theo sự quan sát của Xuân Thiệu thì cũng hầu như là mỗi năm một vụ ngô thôi các bác ạ. Ở vùng núi mà, vùng núi thì đặc biệt là chỉ có cây ngô là cây chủ lực thôi. Nên là cái cuộc sống chắc là cũng như nhau cả. Đây đằng sau anh em đây là cả một cái khu vực thung lũng núi của bác ạ. Đây thì nó cũng phần đa chiếm đến 80-90% là núi của bác nhá. Đấy, bà con ở đây phần đa là những cái đồng bào người Mông thường hay sống rải rác trên những cái triền núi cao như vậy. Đấy, nên là ở bên Hà Giang với bên Cao Bằng này đâu đó thì nó cũng có những cái nét khá là giống nhau giữa văn hóa của bà con người Mông ấy các bác. Đấy, hôm nay thì mình sẽ có chuyến đầu tiên là vào bản làng để khám phá và trải nghiệm nhá. Ở khu vực này thì anh em cũng mới vào đây thôi. Đó, nên là cũng thấy một số nhà bà con ở trên những triền núi này, thấy cái nhà cũng khá là sập sệ đấy, và có cái phần nó không được kiên cố rồi các bác ạ. Nên là anh em cũng quyết định và dừng chân ở đây và ghi hình một thước phim nho nhỏ ngắn ngắn để truyền tải lên cho quý ông bà cô bác được biết, và cũng là để em Sùng vào khám phá và trải nghiệm xem và thăm thú bà con ở bên này xem là có cái gì nó mới lạ hơn ở bên Hà Giang hay không. Và mong sao vào những cái gia đình có gái xinh. Chuyến này nha. Em đi xa này, đi xa tận đây người ta không biết là em có vợ đâu. Ấy da, được rồi. Nên tí nữa về vợ theo dõi được phim thì khác được thấy. Rồi đến lúc rồi xách ngược tay lên thì. Đấy, thôi bây giờ thì cũng mời ông bà và cô chú bác cùng đồng hành với anh em Xuân Thiệu và em Sùng nhá, để xuống dưới này. Ở dưới này thì Xuân Thiệu thấy một cái ngôi nhà cũng khá là siêu vẹo và nhỏ của bác ạ. Không biết là có chắc chắn là có người sinh sống rồi, nhưng mà không biết là như thế nào và ra làm sao. Đó, thì cũng xuống để tìm hiểu xem cô bác nhá. Dạ. Bây giờ mình đi thôi. Đấy, đây xa xa nhìn xuống cái ngôi nhà này của bác. Đó, nhìn chưa biết là như thế nào nha. Nhìn thấy siêu vẹo này chắc chắn là sẽ có một cái gì đó cũng khá là khó khăn rồi. Đấy, đây là một cái thung lũng núi này cô bác ạ. Thung lũng này thì cũng rải rác những cái bà con người Mông ở đây. Còn kia là cái tuyến đường chính đi lại đó. Đấy, cái nhà ở trên mình nhìn xuống là ở trong khe này. Đấy này, mấy nhà bà con đây này. Ôi, thử phát tiếng ấy cái xem là mấy anh bạn này có nghe được không? Thằng không ở nhà anh ạ. Đấy này, năm người kia cơ. Kéo. Ồ, thế thôi. Chắc thằng cao là thôi anh. Hả? Cao là thôi á? Chắc đấy. Nó không biết mình nữa. Nên nằm im bên này chắc là hay quen đấy. Có khi nó quen đấy. Đấy, đây nhỉ cô bác. Đây là nhà của bà con này, nhưng mà đóng cửa hết rồi, không thấy ở nhà. Đấy. Có thế cái nhà vừa nãy mình thấy nhỉ? Ở dưới này. Anh đi đường này em thấy có đường đâu. Nói chung là những cái kiến trúc của bà con thì phần đa cũng giống nhau. Đấy, đây cũng toàn là nhà cột của bác ạ, nhà cột, nhưng mà ở đây thì bà con hay quay bằng cái gỗ, nên lại một cái nhà ở dưới này nữa. Cái nhà ở dưới này hình như là cũng không có ảnh nhà đó. Mùa này thì cũng không biết là bà con đi làm cái gì nữa. Ấy da, ôi đây này các bác cũng quay bằng cây gỗ thôi.
quay bằng bạt thôi. Đấy, nó hỏi thăm kia, đấy, hỏi thăm đây, nói vài đường các bạn để cho im thế nào. Bạn ơi, tôi xin đấy, đừng làm thế, tôi ngại lắm. Nó bảo anh Sung ơi, đừng có ngực đầu thế, tôi ngại lắm. Có nhận ra tớ không? Nó bảo thế kìa. Đám qua đi đám phần kia. Đi đi, à đây đây, đường đây, đường đây, đúng rồi, đúng rồi. Thằng cho là đường này. Út đường đi khó phương. Ồ. Ui. Ủa anh à? Hả? Ồ, có một cái bể nước ở đây này. Ừ, nhưng mà cũng không khác gì Hà Giang. Cũng khác gì Hà Giang á? Ừ. Hà Giang là cũng đi như thế này đúng không? Ừ. À. Cũng đường đi lối lại. Đây là cái chúng bể nước hay sao đây này? Em khôn thật. Hả? À, sống được cái đỉnh đèo núi này cũng không dạy được đâu. Ấy giờ. Đây chắc là cũng toàn hứng bằng nước mưa hay sao đây này? Úi. Ấy. Có nhìn thấy cái gì trước mặt không? Úi. Bạn. Nhìn cái đường không? Tôi cái. Anh, anh. À, đi đi. Này, 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 này. Anh chị vui. Dân thường hộ tôi cái bạn ơi. Phải gọi nhớ mới được đấy. Em bạn bạn. Bạn làm gì vậy? Đấy, quen thôi, chẳng qua là bạn sùng bạn ấy không biết rằng đối đáp lại thôi. Ôi dồi, cái đường qua đây à? Ui, đường này đi khẳng năng mưa không ướt nha. Ờ. Bóng cây ôm tùm nha. Đây là một cái thùng lũng núi của bác ạ. Nói chung là ở đây cũng toàn núi là núi, nó hay có những thùng lũng này. Đây này, chuối đầy buồng lên này. Đấy. Đấy, thấy cái gì trước mặt em, quả gì đây không? Dạ. Quả đu đủ anh à. À, đu đủ á? Ừ. Anh đừng là không biết quả gì. Đi, cho em có mà. À, nghĩa là cái gì ở trên bản có là mới biết. Còn cái gì ngoài ra trên bãi không thấy là không có, đúng không? Có mà. Ờ. À. Đây này. Ô. Phép nữa. Đây này. Có mấy con gà đây này. Chuồng trại nhưng mà chắc là không có con gì rồi á. Đấy, cái này hứng nước đây. Quay. Bạn bạn. Ô, cái nhà này. Không biết là có ai ở không cơ. Nghe thấy đi. Cái nhà này chắc là nhà người ở rồi, có gà, có chó này chắc có người ở rồi. À, có mấy con gà con này. Hả? Ồ. Ui ui. Bạn ơi. Ôn tay. À vâng, con chào bà nhá. Nhá treo. Vâng, vâng, con chào bà. Ôi ồ. Vâng. Hả? Làm sao bà làm sao? Ờ, chỉ một tu. Dùng mà tu à, chỗ này chỉ mà tu à. Ồ. Dùng mà tu là chỗ này tay tu chỉ lưu à, chỗ này chỉ mà tu à. À, với tôi dùng xe thế cô à. À, bà thấy anh em mình vào, bà thấy vui quá. Bà thấy vui quá. Vâng. Ồ, thế nên bà không có ai vào chơi lần nào hay sao mà anh em chúng con vào bà vui thế. Nghe tay, chỉ chứa một hình tôi xóa là. Chỉ mà. Không có ai hay vào thăm chơi bà. Ồ. Nghe tay, chỗ sao mà. Vâng. Người ta u chỉ nhốt đấy chả nên nhốt đấy tuổi. Ờ, còn nhớ đến đây tuổi cũng táo cũng là lắm. Đây là này. Thế tên bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Người ta ông mới trẻ xong là. Có gì chọc lâu xong rồi mà. 84 tuổi. 84 tuổi rồi á. Thế tên bà ở đây mấy ai hay là một mình? Ông nhau con nó thì thú mà lớn rồi thì gì nhau hả? Ông nhau thì thú rồi. Ông nhau có thì thú thôi hả? Bà ở một mình anh ạ. Một mình thôi á. Lần đầu em đi vào bàn của bên Cao Bằng này thấy bà con ở đây rất là tội. Ồ. Thế bà cũng thấy mình vào cái bà vui quá nhỉ. Chắc là khả năng cao rất là lâu không có người vào thăm bà hay gì đó. Cũng không rõ nữa. Vâng vâng. Nên tay mút nó chứ hả? Ừ, chó nó chết. Đi 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 vào nhà bà ơi. Vâng. Vâng. À. Ồ, có điện sáng thế nhỉ. Vâng vâng. Ồ, cái giường của bà đấy này, cô bác. Cái giường của bà đấy là cũng chỉ làm bằng cái cây tre, cây vầu đây thôi. Cái này là cây vầu. Đấy. Thế là một mình bà ngủ ở đây ư? Ờ thì ở ít tụi tôi lúc trên mà. Ờ ít lành tụi mà. Ờ cũng đi lành tụi luôn chứ là. Đúng rồi anh ạ. Thế là nhà này là một mình bà sống ở đây thôi ư? Lúc trên nó chỉ có ít tụi nhau lúc kia mà. Ờ có chỉ tụi thôi là ít tụi của nhau cũng không ăn chứ là. Mình bà ở đây thôi. Thế bà ở đây như thế này được lâu chưa? Ờ ít tụi nhau nó tao phản đế lại. Nhớ là hắn đấy là lâu. Tao chẳng chẳng sâu. Thấy nhau là mà
cổ tộc sông này, dọc sông đảo lọ luôn. Bà ở nó cũng đi luôn. Hơn chục năm nay rồi. Hơn chục năm nay ở cái nhà này rồi. Ồ. Cứ xem nghiêng nhà phía bên cái này nó vẹo hết rồi mà đến đây. Vâng vâng vâng. Xem cái nhà của bà đây. Ôi, cái nhà của bà. Đó. Ừ. À, ô, có cả cái vỏ ngô này, thế bà bây giờ còn nhiều ngô để mà ăn không ạ? Mẹ tay. Ơ phụ mua cho bốc cái nó nó tao nó. Bác cứ cố quá ăn mình thấy liệt cũng tao bố ăn tụi nhỏ cái nhẹ tí cái này nếu mà chỉ mua nó lại chỉ mua nhu cũng mua nhu trẻ cũng chỉ mua rồi nhỉ cũng không mà chỉ bạc cái là cũng chỉ tủ nhu rồi ăn nó tao nào cho chỉ qua cứ trẻ hết là cũng em mua cái tủ nhu chỉ mua bốc cái nó lại chỉ mua đó. Ồ, anh ạ, à, bà cũng bảo là bà có tuổi, bà mắc kém rồi anh ạ, à, bà không trồng được nhiều thứ. Bà cũng kém, bác bây giờ bà cũng rất là kém rồi á. Thì cũng không trồng được nhiều, bà cũng ăn hết rồi. Ăn hết rồi á? Vâng. Ôi dồi, thế một mình bà cũng không làm được thật, tại vì là bà có tuổi rồi ấy, đây này, cô bác. Đấy, nồi niêu trong chảo của bà đây. Đấy, con viên cốt bột của bà đây. Ồ, cái này có cái củ măng hay cái gì? Đúng rồi anh ạ. À. Mùa này đi còn có măng hả nhỉ? Vâng. Thế này à, có ít cơm gạo. Cái này không biết là cái gì á. Không biết là cái tóp mỡ. Không biết nó là cái gì nữa. Tóp mỡ, tóp mỡ. Cái con nhà, ngôi nhà của bà ấy siêu vẹo hết rồi thế này. Anh ạ, à, anh thấy cái cục này nó nghiêng. Cái cột này nó ngả hết về một phía rồi các bác ạ. Đấy, cũng chỉ có mấy cái bộ quần áo này. Thế là bà chỉ có mấy bộ quần áo thế này thôi hả bà? Cái này chắc là sợ cái mưa nó rột xuống bà che vào đây này. Ồ, có tầm này thôi nhỉ. Bà chỉ có 2-3 cái này. 2-3 cái này thôi á. Ồ, như cái bà, như cái nhà bà thế này mùa đông giá rét thì chắc chả lạnh lắm mà bà. Dạ đây. À, ở nhà lúc trẻ nó thở gian tu nó lo này nó hành à. Nó hành tiền, nó hành tụ cho khổ tí tỉnh nó à, cô tía cô nghe tao lo tao phép tía tạo đâu cô sắp vào cô tìm món này phép tía tạo đâu cô ở. Ở con tía cô lo cho nhá bỏ lòng kỳ. Lão tua lão áp bé tuổi tôi bé chỉ tạo cho cô ý cái ý bằng tạo cho là mùa đông ấy, rất là lạnh nhưng mà đang phải chịu anh ạ, đang phải ở căn nhà bởi vì không có chỗ để đi rồi. Không có chỗ để đi á. Đây này chăn chiếu của bà đây. Bà cũng có mấy cái chăn này thôi của bác ạ. Đấy, còn là hình như là không có chiếu hay sao ấy. Không có, đúng là không có chiếu à. Có một cái chiếu nhưng mà rách nát rồi, nhưng mà đệm bằng cái vỏ chăn này. Mình lại có mấy cái chăn nó cũng rách rồi đấy cô bác ạ. Đây này. Em ngồi bảo bà ngồi nói chuyện một tí xong là hỏi thăm một tí xem là con cái của bà như nào mà bà ở một mình như thế này cũng không rõ nữa. Vâng. Vâng vâng vâng. Vâng. Cái chăn mới cái là bà đi xin về anh ạ. Bà đi xin về hả? Vâng. Ồ. Thế con cái các thứ của bà đâu hết rồi mà mình bà ở như thế? Ờ, tên mình tư mình nhỏ, chả tạo lại, ông nhớ lấy nó xin gì. Cái sợi đàn thôi, tụi lo thôi. Ừ. Chả xin máu rồi thì, ờ, cho mình tư mình nhỏ, chả tạo lại, ông nhớ ý tưởng nó xin gì. Ờ, lo chỉ dù, lo chạy chạy, chạy, lo chạy chạy, chạy chạy, chạy chạy. Con trai không cho bà. Không cho bà cùng á. Ôi dồ. Của tụi tốt lo tạo lại, của tụi thai, con tạo chạy nhớ lại. Thì tao mua nhớ lại, ư nhận thả nhớ là bé xong là tụi giờ anh ta, tụi thai, tụi tốt, dâu nhớ. Ừ, tụi nhớ tụi nhớ tụi nhớ tụi nhớ bé xong là thì bố và số phe là rau là chào còn đó trong tổ nọ là tàu là chào còn đó trong tổ nọ là rồi số phe rồi của chị bố của mẹ dù chị lo nhỉ dù đâu dù tổ mấy nhọn thay hết néo chị một sư lúa chị néo một sư lúa với à rồi cũng chị nhóc cũng là cũng chị một thằng nhóc với lại chị có một thằng tuổi nhóc như là bà có hai đứa con trai. Hai đứa con trai. Thế nhưng mà bà đi ra ở cùng với con lớn thì người con lớn lại bảo là về ở cùng với thằng em trai. Thì thằng em lại bảo là đi ở với anh cả. Ấy nhưng mà cứ đi lại như vậy là cuối cùng là không có không thể trong là chị bà chạy đi chạy lại như thế được 3 năm. 3 năm. Thì chị bảo bánh thì phải như là rau là luộc chị bỏ số phải ô tô cho giá nó tệ cành là bước họ giờ có lại sao là rau hà lộ cái nhau này sao rồi tôi mẹ tôi khứ à nhớ lộ là khứ à ủa nhau này cái chân này là hai con trai nó quạc mạnh nói bà to lắm không chịu được như vậy thì bà cuối cùng bà mới về ở căn nhà như này.
Thế nên bà có mấy người con? À, ông bảo trả tôi bao nhiêu ạ? Một cháu tuổi là bảy tuần thai, bảy tuần thai là bảy tuổi 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 ở mấy ông nào cũng kiểu như là không muốn bà ở cùng, nghĩa là ở mấy cậu cả thì cậu cả bà ở mấy cậu hai này bà ở cậu cả. Rồi chị đó lâu chị sống là có một đôi luộc khía thấy sống có chị kể lúc đó nên thấy là cũng là có chị do khá là cũng là có thanh thủy chị nắng các tuổi này lo là tao cũng học vốn nó sẽ có chị chân này rồi này chị kiểu một cái này nhau một là tuổi nhé là hay nói bà câu là tuổi nhé hai thôi là mẹ cứ như vậy thôi, không làm được gì cho con thôi. Thì tốt nhất mẹ không phải ở với con nữa đâu. Nghĩa là bà cứ trai đi trai lại hai cha con trai được 3 năm là không con nào chịu nuôi bà là bà lại phải về cái ở cái nhà này. Cái nhà này là thế cái nhà này là nhà cũ ngày xưa ông bà ở hay sao ở bà? Lúc trẻ này là lúc ở thảo thơ chị nhà nó. Thế ông mất lâu chưa? À? Chị giờ phóng toàn không thế là nhà phóng là mua xây xong xây cho cọc xong hết rồi 90 năm nay 90 năm nay từ lúc đấy là bà là ở đây rồi ông đẻ tuần thai thêm một chút chị tuần thai tuần mỗi tuần mới nhọ tuần mua cọc xong hết thấy mua nên trai mua lọt ra cọc tao xong hết rồi thế tên hả lúc mà con gái đi lấy chồng thì lúc đấy ông mất, nhưng mà bây giờ đứa con của con gái đã được 10 năm rồi. Thì bây giờ chắc ông mất được 10 năm ấy. Trời ơi. Tội bà quá. Thế nên bà ở như này ví dụ mỗi năm đi có ngô hoặc là có gạo ăn đủ ăn quanh năm không hả bà? Người ta ấy. À nho ý là nói bố mua sáu mua cháu nó phụ xong à. Không đủ một thó chân thấy từ chân thấy khỏi không chân thấy là lúa hiện cây rồi đi xin về nhà đi xin á là phải đi xin. Thế là bây giờ hàng năm bà không làm được không trồng đồng ngô thì là bà cứ toàn đi xin của hàng xóm mà hay là của con cái à? Ông một thó cho túi chân thấy là một thó phong duyên anh cha. Ông một thó nào là một thó cho xài cho túi là một thó cho tổ tên lại thì túi tiền thấy là hay rồi thọ thừa cái kiểu nó là rồi ít tuổi xe ít mình chỉ cho tôi dùng lâu nó chứ à cũng đi xin các con gái cũng có mà cũng gọi là đi xin ở đâu cũng có anh ạ. Thế hai cậu con trai kia không cho bà cả ngô hay từ thức ăn để mà bà ăn quãng này ư? Có thử tu chỉ phú con nó là tu phú mà thọ thừa giờ lớn món nó nên nó cũng không dùng nãy đó rồi chỉ phú tu mà rồi chính trị đi ở thọ thừa rồi thì mà nên bây giờ tổ cái nào cả tổ đó hà ni là cho mi ở sáng tôi khu dù là dùng nọ đó rồi thì bố nọ nên cho hay dạy tỏi của tôi lũ mua lũ ha khu dùng muốn nọ đó không gây với nhờ hả? Bà cũng bảo là hai đứa con trai mà ví dụ như cũng ví dụ như là có bữa ăn thật to thế thì phải mới kêu bạn đi ăn một bữa thôi. Nhưng mà bà bảo xin về là không được. Ôi rồi ôi, tức là chỉ có bữa ăn thật to mới gọi bà đi ăn thôi. Còn lấy chắc về là nếu mà bữa ăn to mà không có mẹ người ta lại nói cho. Đúng rồi, sợ hàng xóm láng giềng người ta nói ấy, xong là bà về lại không cho. Thế nên bây giờ đất đai bà có để mà dùng tiếng ngô nào không? Tại cho tế chờ tế ở phố môn năm bao để uống nó uống hảo thế. Tế muôn tàu ở tế là hồ á tù tu rồi ô tì tè rồi cho bà thì muôn lành chọn nông tàu hết bơ. Hai con trai làm hết rồi nha. Hai trai là hết hả? Thế bà không có tí nào ư? Có mua cái khỏi mẹ uống thế mà? Là cú tế lì uống á tì dây liệt ấy chứ nếu như lộ ô tì tàu là uống á tì dây liệt ấy. Chọn tế là mua phanh cái tè tù. Tại chuẩn nào tổ luôn thành hoa tiền. Đất đai là chia cho hai đứa con trai hết rồi. Chỉ để lại là một ít ở trên này, một ít ở trên này cho bà để làm thôi anh ạ. Thế hàng năm bà có dòng được ít ngô nào không? Thọ hồ, đi tây là thọ hồ. Ít sống có cho tàu về cho đi nấu cử. Cho ở dưới đi là cho mua bắp chín rồi là chè, bắp chín rồi chia trên được. Hai ba lạng, bốn năm lạng gì đấy thôi, bốn năm lạng giống ngô. Xong từ bác cứ chỉ lo sâu chỉ lo là xong họ dù hiện trái cái là chỉ lo nó là hiện trái để ít tuổi áp hết trẻ cho tôi dùng nhau như thế nữa lắm. Và có chồng là 2-4 năm lạng ngô vậy thôi anh ạ. Hàng năm nó mua mì bán thì không đủ ăn cả năng đâu. Đấy, đa số là bà phải đi xin nhiều nhất là các con gái.
Thế là chỉ chủ yếu là đi xin con gái thôi. Thế nên năm nay vụ mới thu ngô này bà có thu được nhiều ngô không ạ? Xong nó có đầy vào tao có cần tao. Xong đi hơn tại lo mấy chị ạ. À năm nay cái như là nó lo cái như. Đâu xem nào. Đây này ở trên bếp đây này em ạ. Hơi tối không nhìn thấy. À cũng có một tí treo treo đây này. Tí anh ạ. Này. Ô cũng có tí lèo phèo thật. Hả? Vâng. Cái thang này anh có vâng vâng không không cần chào đâu bà ơi. Đâu, không vâng vâng. Đâu rồi bà? Vâng vâng vâng. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, thế như thế này thì một tí thế này một mình bà mới lại có mấy con thấy có mấy con gà thì chắc là cũng được đồ một vài tháng thế này à. Người ta ấy, cứ họ bốc cửa nó ấy, một cái sao có thế nhà cháu nó là ổ bích lý đi mà. Ừ, một cái rồi chắc của nó. Cho tận độ. Một hai tháng gì đấy. Một hai tháng gì đấy. Ừ. Trời ơi, thế sao lại có con cái lại như thế nhỉ? Vâng. Đến khổ tội cho bà, bây giờ cứ thu thuộc một mình ở cái nhà siêu vẹo này, không biết là ngày nào đổ, ngày nào sập xuống như cô bác ạ. Đây này, vẹo. À, thấy được. Thế cái nhà này trước là ông bà làm hay là con cái làm cho? Lúc trẻ nó giờ chỉ giờ ua là giờ có. Chỉ giờ ua mà chỉ giờ nữa. Lúc trẻ lầu thấu chỉ giờ nữa. Ua chỉ lần tông lò nó thoa lúc ua rồi lại. Nhà này là của ông làm từ trước thôi. Ồ, nghĩa là nhà ông. Cái là không có chưa chắc chưa từng nhúng tay vào đây đâu anh ạ. À. Bà bảo là cái nhà này là từ rất là lâu của ông làm rồi. Trời ơi. Là từ rất lâu từ rùa lò tọ như lợi là của anh trai bên cạnh đi. Một cửa hàng à, bố chỉ bỏ lò hết là nửa hết kia. Mấy phố của lò trẻ, cũng thuộc của trẻ của mẹ đi. Lò trâu có lúc trẻ đó có hết của mẹ lò trẻ đó có. Lò chỉ phép ở bộ lòng hà ni, tụ lạc chỉ bỏ lò thuộc của trẻ lạc chỉ bỏ lò nữa vừa. Hắn tẩy lò nó bệnh đến tụ lạc chỉ bỏ lò nữa vừa. Để một chỉ lò lại đánh. Cũng có đi bảo các con trai và ra sửa cái nhà cho mẹ nhưng mà thấy bảo là đi con trai chỉ bảo là xong cứ hẹn vụ nọ qua vụ kia không thấy làm là cứ để bà một mình ở xíu vẹo thế này. Thế này thì đúng là tội bà quá, hơn 80 tuổi rồi các bác. Bà bảo là có bà có đi xin được hai cái dây về buộc hai cái cột để nó đỡ đổ sao. Hình như là bà buộc ở chỗ đằng sau này đi sang có cái cây ở ngoài hay sao bạn ạ? Bà có bảo vệ nhưng mà không biết là cái nào ơ. cũng đó là chắc là bà buộc ở ngoài thôi nhá. Chắc là ở ngoài. Cái này xung quanh toàn quay bằng cái bạt hết đây này cô bác này, đó. Đấy, cái này thì không biết là ai cho hay như thế nào nhưng mà bây giờ cái bạt thì chắc là lâu nó bị rách ra tua hết rồi, nhìn nó xuyên ra ngoài được hết rồi. Cái này chỉ sập tạm bằng cái cây tre với lại cái cây mà chắc là bà đi hái về để mà ấy tạm vào đây thôi, chứ còn cái nhà này không có gì kiên cố rồi các bác ạ. Nhưng mà một cái mắt là nó cái lỗ này cái này nó lôi đi đâu rồi nhỉ? Có cái này vào nó sẽ chắc hơn chứ nhưng mà sao chắc là ấy rồi. Như kiểu bên kia kìa. Không rõ nữa. Không rõ. Trời ơi thế này. Thế là hàng năm là bà cứ được một tí ngô này ăn hết xong bắt đầu là bà lại đi xin khắp nơi khắp trốn để về ăn quanh canh quanh năm rồi. Ít xong thì nó có phúc người ta kéo ra một thó cho tu sảy khỏi con nó sẽ ăn dí xa xứ. Đúng rồi anh ạ. Ăn hết là chỉ đi thôn đi xin đi các thứ thôi. Đúng rồi ạ. Thế còn các cháu của bà không đứa nào nó bà ư? Con cho tôi cho xài chỉ mới tuổi ba thôi sai con rồi. Rồi sẽ tuổi à rồi chỉ mua là rồi bốn nọ rồi. Anh nhau lấy chỉ mới lên từ cả nho tôi dù ra giá lầu nữa. Rồi chỉ kẹo là nho quá. Không có anh ạ. Không có á. Nho. Con không trông rồi các cháu là cũng không trông nữa. Rồi tên sai nhau này tụi mình chỉ kẹo màu thôi. Hai đứa con trai bà đi ở cùng với các con gái nhưng mà bà bảo con gái sao bà không đi. Tức là các con trai con bảo bà đi ở với con gái. Thì ở với con gái làm sao được, con gái này còn có con rể nữa mà. Trời ơi sao mà khổ dữ vậy. Đúng là ở đâu cũng có những cái số phận rất là đáng thương của bác ạ. Đó, mặc dù là đấy, ở bên Hà Giang hoặc là Cao Bằng cũng vậy thôi. Ở bên này thì có những hoàn cảnh như bà đây thì cực kỳ là khổ và đáng thương luôn. Con cái thì có, nhưng lúc nhỏ thì chăm nom nhưng mà đến lúc già với này thì muốn nhờ con nhờ cháu nhưng mà các con cũng để bà ở một mình thủ như vậy và nói là rất là cô đơn. Anh em vào cái bà thấy mừng vui chảy cả nước mắt và nói là cũng không biết tả thế nào nữa cô bác ạ.
Đấy, quần áo của bà cũng rất là cũ kỹ thế này, à. Không có cái bộ nào nó lành lặn nào nó. Thế bà có bao nhiêu bộ quần áo ở bà? À, nè tay ông mua trò chết không nhà cái gì? Có mua áo tay chế khô khe khó chứ nè, cho tay mình xin giải. Bà có một hai bộ này thôi anh ạ. Có khả năng là bà nó không thành bộ đâu, mỗi thứ một tí. À, cái áo này chắc là áo của bà hay là ai cho thôi, chứ còn cái áo này áo là kiểu như là áo người trẻ. À, đi xin. Đi xin á? Đi xin. Ồ. Mấy bộ treo đây là bà đi xin về. À, bà đi xin về. Ồ. Trời ơi. Thế mới tội bà như này. À, bà đi xin cái này, bà đi ra ngoài đường mà xin người ta thấy thương bà người ta cho bà. Thế là quần áo cũng đi xin, cơm gạo các thứ thì bà cũng toàn đi xin. Ai cho gì thì ăn đấy. Trời ơi, thế này. Cũng là có con có cái lắm, lúc là nhiều khi cũng hơi là vô tâm tí. Vâng. Không có con đã đành, nhưng mà có con này để bà ở một mình thổi này hàng chục năm trời. Đấy, cứ đùn đẩy nhau, trách nhiệm nhau. Vâng. Thế mới khổ chứ này. Vâng. Bà như thế này cứ toàn đi xin cái quần cái áo rồi xin mọi thứ về dùng, cái này chắc là đồng tiền với bà chắc là cũng không bao giờ có được á. Rất là tội cho bà. Đây nhá bà ơi, hôm nay anh em chúng con vào đây thì sẽ dành tặng lại bà là 500.000 nhá, của chị Hằng ở bên Úc có gửi cho bà nhá. Vâng, để bà đi mua cái gì thì mua bà nhá. Lo rằng nói vậy mới từ nìa tài này nhó sắp tới tới thời người xa tao ít khó như mày mê lỗi quá cho là mày cho vua chỉ mở vua hò. Vâng. Đây em cầm cho bà cái, cho bà đưa cho bà 500.000. Nè tay, cứ mơ ít khó mày mê cho xin hò. Vâng. Tao mình ra mùa vậy, vua chỉ mở vua hò. Vâng, không có gì đâu bà nhá. Vâng, rất là tội bà. Ta là chỉ có hãy lo lụa tròn cho nên đây. Hãy qua tròn, hãy lưu sức. Vâng. Anh ạ, bà có đôi lời gửi lời cảm ơn tới chị rất là nhiều anh ạ. Nhưng mà bà cũng thấy vui mình quá, bà cũng cảm thấy đi bắt tay cho anh ấy. Vâng, thôi thông cảm cho bà thôi, bà bây giờ có tuổi rồi ấy. Bà cảm ơn chị rất là nhiều. Rất là lâu bà cũng thấy được cái đồng tiền nó to như vậy, bà rất là vui mừng anh ạ. Và bà cảm ơn rất là nhiều các cháu đã có món quà về cho bà ấy. Cô bác ạ, cái khoản tiền của chị Hằng ở bên Úc có gửi tổng cho Xuân Thiệu trước là 2 triệu đồng trợ cho quỹ của bà con nghèo vùng cao ấy. Nên là hôm nay Xuân Thiệu có ở bên Cao Bằng này và cũng gặp bà đây thì cũng thay mặt chị gửi tặng lại bà là 500.000 để cho bà có thêm được cái đồng tiền mắm muối hàng ngày, cô bác ạ. Đó, cũng xin được cảm ơn chị rất là nhiều những cái phần quà của các quý ông bà cô bác Mạnh Thường Quân ở phương xa gửi về để dành tặng cho bà con thì cực kỳ là lớn và cực kỳ là thiết thực và ý nghĩa, nhất là những hoàn cảnh như bà ở một mình một thân thế này, nó có được đồng tiền để mà sắm mắm muối cho sinh hoạt hàng ngày thì rất là tuyệt vời rồi nhá, cô bác nhá. Cũng xin được cảm ơn chị rất là nhiều đấy. Bà cầm tiền lúc nào bà đi mua cái gì thì bà mua lấy về dùng như mắm muối các thứ bà nhá. Ông gái như mùi vậy, ôi dùm chế dùm mít chèn dùm dùm đi đó chế dùm hò. Vâng, bà rất là vui đấy. Bà hôm nay có vui không? Anh em chúng con vào thăm bà lại có quà của các ông bà có dành tặng bà, có vui không? Dạ, vâng. Vâng, ôi dồi ôi. Vâng, bà vui thế. Rất là tuyệt vời. Vâng. Dạ, đây có lẽ không có cái gì vui bằng của cái niềm vui của bà con rồi, cô bác ạ. Vâng, thôi bây giờ tối rồi con đi về thôi bà nhá. Vâng, bà sẽ nấu nướng gì? Vâng. Dạ. Trong tôi là chế ước mùa. Ước mùa chê á. Vâng. Dạ. Tối rồi thì anh em mình có lại chơi tí nữa. Vâng. Con đi thôi, để hôm khác con lại vào thăm bà sau nhá. Dạ. Vâng. Rất là vui rồi. Vâng, con đi thôi bà. Vâng. Mổ. Đấy, đây này. Của nhà bà đây này. Trời tối rồi nhá. Đấy, bà ở đây
chắc là cái chuồng này từ lúc ông còn ở là còn có con vật nuôi. Ờ, đây này. Ô, bà có cái. Bà bảo là bà lấy cái xe thì buộc. Ờ, buộc vào cái cột điện đây này. Đấy, có cái dây níu vào đây thật. Cả bên kia nữa kia cả. Không ngày bà cũng bảo là sợ đổ. Bà thì cũng có mấy con gà thả vườn đấy các bác ạ. Đấy, một mình bà ở cái ngôi nhà này phải nói là rất là tội nghiệp. Đây đây đi qua đây. Đấy mình đi qua cái này. Ờ đúng rồi đúng rồi đúng. Thôi bây giờ có lẽ là. Ờ thôi bây giờ có lẽ là anh em cũng đi về thôi. Đấy, thế em thấy thế nào lần đầu tiên sang các bạn mà vào thăm những cái hoàn cảnh như cụ bà đây, thấy anh em đi vào cái đã rất nước mắt, thì cảm nghĩ của em như thế nào? Anh à, em thấy em thì thấy rất là tội cho bà. Ờ. Một điều nữa là em cũng thấy rất là vui được hỗ trợ bà một ít những kinh phí vậy. Ờ. Tức là được cầm những cái phần quà của cô bác mà để cho những bà con này, em cực kỳ là vui luôn. Đúng rồi. Rất là tuyệt vời cô bác. Rồi, bây giờ thì có lẽ là anh em cũng đi về thôi. À, hy vọng rằng là cái chuyến đi của anh em Xuân Thiệu và em Sùng ở bên Cao Bằng này thì cũng có sự chung tay giúp đỡ từ quý ông bà các cô bác mạnh thường quân, có thể đồng hành với Xuân Thiệu mang lại thật nhiều những cái món quà cho bà con ở bên này, để giúp bà con ở bên Cao Bằng này có được những món quà thật sự là lớn và thật sự là ý nghĩa, để cho bà con có cái niềm vui trong cuộc sống của bác ạ. Ở đâu cũng vậy thôi, đã là vùng cao vùng núi vùng sâu vùng xa thì cái khó khăn là cái rất là thiệt thòi cho bà con ấy, nên là để có những cái phần quà cho mọi người cũng giúp bà con được có cái niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ thì có lẽ là anh em Xuân Thiệu và em Sùng cũng đi về thôi, cũng kết thúc cái video này thôi. Cô bác cũng hẹn là có mà ở những tập phim lần sau. Xin chào.